Xin chào các anh chị, và hôm nay cái video này Tùng làm về chủ đề làm sao ba mẹ giúp con học giỏi tiếng Anh mà trong khi mà con của anh chị mà không thích học tiếng Anh lắm, thì làm sao để con có cái sở thích yêu thích tiếng Anh. Thì Tùng rất là nhiều anh chị hỏi là Tùng ơi, là con chị là không thích học tiếng Anh thì làm sao đây? Thì bây giờ nhá anh chị, cái phương pháp giải quyết ấy thì anh chị phải hỏi con ấy là con thích làm những cái gì. Chẳng hạn nhá, rất là nhiều con nhá thích đọc truyện này, thích xem phim này, thích nghe nhạc này. Đấy, thì mình phải gắn tất cả những cái đấy bằng tiếng Anh. Chẳng hạn nhé, nhiều con thích game nữa thì phải gắn bằng tiếng Anh. Chẳng hạn như là con thích nghe nhạc thì anh chị hãy cho con nghe nhạc tiếng Anh. Con thích chơi game thì hãy cho con xem những cái game mà không nên xem nhiều, xem khoảng 10-15 phút thôi, những cái game bằng tiếng Anh. Là con thích xem phim thì cho xem những cái phim hoạt hình, đầu tiên là có sắp tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là sắp song ngữ. Rồi là thích đọc truyện thì đọc truyện tiếng Anh. Đấy, thì tất cả những cái mà các con thích thì anh chị phải gắn với tiếng Anh. Và trong cái phát triển bản thân ấy thì có một người ta gọi là gì ạ? Passion. Khi mà anh chị hoặc là các con mà đã có đam mê thì tự nhiên là các con sẽ học rất là nhanh. Anh chị ạ, cái từ khóa là gì ạ? Passion. Đấy là sự đam mê. Khi mà con thực sự đam mê, các con sẽ tự học mà anh chị không phải nhắc nhở nữa. Và để có những cái đam mê thì anh chị hãy cho con bắt đầu học những cái từ vựng đơn giản nhất, học từ vựng, rồi học những cụm từ, rồi là tập đọc những chuyện song ngữ đơn giản, chẳng hạn như là những cái chuyện Doraemon gia sư tiếng Anh, những chuyện Doraemon song ngữ, đọc xong 10 quyển Doraemon song ngữ thì mình đọc xong chuyện Doraemon tiếng Anh, và đọc những cái chuyện rất là hay như là chuyện Conan, bảy viên ngọc rồng, One Piece, cậu bé bút chì, rất là nhiều chuyện rất là hay. Anh chị mà nếu mà chưa biết cách làm ấy thì có thể là sang trực tiếp, thì trợ lý Tùng sẽ hướng dẫn anh chị để giúp các con học tiếng Anh thật là tốt. Rồi, tôi xin cảm ơn anh chị nhá. Và anh chị hãy nhớ là gì ạ? Hãy cho con cái đam mê để con học tiếng Anh. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo. Xin chào, goodbye, see ya.